Hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2024. Nguyên Audio tiếp tục lên cho anh em một cặp loa chân dài đến từ đất nước Nhật Bản. Đó là cặp loa bãi của hãng Pioneer mang model V12. Cặp loa với một cấu hình cực khủng quý vị nhé. Cặp loa này thì nó có chiều cao là 1m16, ngang 35 và sâu là 36. Cặp loa này thì chúng ta có thể chơi được đa thể loại nhạc và kết hợp hát karaoke gia đình nhà chúng ta thì quá là hay luôn quý vị ạ. Với một công suất rất là lớn, công suất là 360W, trở kháng 6,3 ohm. Đấy ạ. Thiết kế phải nói là rất là hầm hố và sang trọng quý vị nhé. Sử dụng 10 loa trên một thân thùng, tổng một cặp của nó lên tới 20 chiếc loa. Piano V12 thì Nguyên Audio cũng giới thiệu cho quý vị cũng khá là nhiều đôi rồi. Và cũng được rất nhiều anh em chơi những cái dòng loa này, bởi vì kết hợp được hai trong một. Quý vị có thể nghe được nhạc vàng bolero hoặc là nhạc đan, nhạc mạnh này, nó đều có thể đáp ứng được. Bởi vì cặp loa này thì nó có sở hữu 4 chiếc loa bát, quý vị ạ, 4 chiếc loa bát một cặp đây ạ. Loa bát này thì đều là loa bát điện quý vị nhé, đều là loa bát điện có đường kính là 25 cm, màng giấy gân mút, sử dụng 8 loa chung và 8 loa chép giấy. Đấy ạ, quý vị nhìn đấy ạ. Với chung giấy và chép giấy như cặp loa này thì chúng ta hát karaoke thì không bao giờ sợ cháy chép đâu quý vị nhé. Với một cái tiếng tép thì rất là hay. Và loa chung và loa chép thì nó đều quay đi bốn hướng đấy quý vị ạ. Lan tỏa âm thanh bốn hướng luôn quý vị nhé. Cặp loa này thì vừa mới về thì Nguyên Audio cũng tranh thủ quay và test cho quý vị, cũng chưa lau chùi vệ sinh gì đâu, nhưng mà hàng thì tất cả là đều nguyên bản nhé, nguyên bản nguyên zin, đầy đủ ê căng về theo loa đấy quý vị ạ. Đây, cặp loa thì đẹp xuất sắc, góc cạnh chưa bể lở một chút nào đấy ạ. Hàng thì bên Nhật về quý vị nhé, tất cả nguyên bản thì Nguyên Audio cũng có như thế nào thì bán thế, đều là những hàng được tuyển chọn rất là kỹ rồi, bao zin cho chúng ta nguyên bản 100%. Cặp loa này thì Nguyên Audio đang bán với giá trên 20 triệu một chút. Quý vị có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại là 0988 036 068 hoặc kết nối Zalo số 0358 237 899. Nguyên Audio ra hàng toàn quốc quý vị nhé. Địa chỉ nhà Nguyên Audio thì tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đây quý vị ạ. Nguyên Audio rất thích chất âm của cặp loa này, với bass thì rất là sâu mềm quý vị nhé, với dòng nhạc trữ tình còn rất là uy lực và mạnh mẽ với các dòng nhạc đan nhạc mạnh. Và hôm nay thì Nguyên Audio sẽ test một đoạn nhạc model tucking cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm của cặp loa này. Rất là dễ ghép âm ly nhé. Nó chỉ ghép với những dòng âm ly chỉ cần công suất cứ tầm 200W trở lên thôi là cái đã đánh rất là hay rồi. Ngoài ra chúng ta có thể ghép được những chiếc vang để hát karaoke. Hôm nay Nguyên Audio ghép với chiếc âm ly cũng giá rất là bình dân thôi, Samsung 677XR với công suất là 250W.
close the door.